Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất lâu rồi cửa hàng tôi mới lại quay giới thiệu đến các bác một mẫu âm ly cũng khá quen thuộc với cửa hàng. Đó là âm ly Pioneer 6800 mark đôi. Hôm nay tôi vẫn bán với giá 4 triệu đồng như mọi khi. 4 triệu đồng các bác nha. Âm ly này nó là âm ly dai ngắn, có nghĩa nó là dai kích cỡ 38 chứ không phải 42 bề ngang. 4 triệu đồng. Âm ly đánh 2 đôi loa AB cộng B, chỉnh bát chép, cân loa, lao lướt đầy đủ. Công suất là 110W thì phải, không nhớ nhầm là như vậy. Một con âm ly có cấu tạo rất dày dặn và nội thất bên trong cũng tương đối ok. Nó chỉ khác là kích thước dài ngắn. Còn kiểu dáng thì nó vẫn na ná những con 8800 này. Nó chỉ khác là nó ngắn hơn về bề ngang. Hình thức còn đẹp xuất sắc luôn. Hàng bãi zin xịn sò. Hàng bán tại cửa hàng Minh Audio Hà Đông thì có bảo hành test sản phẩm 2 tuần liên tục cho các bác. Các bác có thể test hàng. Nếu sản phẩm bị lỗi, tôi sẵn sàng đổi sản phẩm khác nếu các bác thích. Và đây là thông tin kỹ thuật của em nó. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm, 6800 mark đôi, 110W, điện 100V. Số series con này là 146. Cái số cuối nó bị mất rồi thì đọc những số còn lại thôi. Hình thức còn rất mới, đẹp, cứng cáp, vuông vức. Mặt tiền đẹp xuất sắc. Tôi mở nắp ra mời các bác cùng theo khảo bên trong. Nguồn màu đen đó, rất sạch sẽ. Và hai tụ lọc tản nhiệt nó như là hai bức tường úp vào nhau. Một trong những mẫu âm ly mà có chất âm hay, dày dặn mà giá vừa phải. Bởi vì nó là âm ly bề ngang nó là 38cm. Âm ly này nó chạy giống sò than của hãng của con Pioneer 7600 của Neck, hai xanh hai đen. Đó. Tôi sẽ mở to để các bác cùng nghe. Đây là mặt tiền, quay lại một lần nữa, đang để tín hiệu vào đường AUX và để chế độ nghe nhạc là Shitte, cân loa ở đây, volume, lao lớt, tôn nhạc các bác phải để mức on, AB cộng B, đẹp long lanh luôn. Mở to hơn này. Loa trái, loa phải, lao lướt, bát, thậm đẹp. Đây là một con âm ly có thể nghe nhạc vàng rất êm ái, trong tầm tiền, hay. Có thể ghép vào những đôi loa bát 30 đều được các bác ạ. Và đôi loa tôi đang mở là đôi loa bát 32. Nhìn trong lòng dây nét quen xưa nhìn đồ gãy nó đi còn đây. Đang nghe tín hiệu từ máy tính nhá. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.